có heo quay nè, có cá nè, với có mực. Chào tất cả mọi người, bữa nay thì mình ăn bún mắm nè mọi người. Bún mắm thì có tôm nè, có heo quay nè, có mực nè, có cá nè, với có chả nữa. Còn đây là dĩa rau mình ăn kèm nè mọi người. Bữa nay mình lâu lâu thèm bún mắm cho nên mình mua một tô về như thế này ăn nè. Trước hết thì mình cho ớt vô nha mọi người. Tiếp tục thì mình ăn chanh nha. Mình ăn chua nhiều thì cho chanh nhiều nha. Rồi mình cho rau nha mọi người. Đây là rau điên điển nè. Đó, giá. Bắp chuối này kia. Con súng nữa. Cái này thì mình ăn rau thì mình cho rau vô nha mọi người. Mình cũng mới vừa trụng nóng. Thôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Để mình làm một miếng heo quay đi. Rất là im nha. Hớp miếng nước vô đã làm sao á. Lâu lâu mà làm tô bún mắm như thế này còn gì bằng. Cắn cục chả vô cái đã. Đã làm sao. Dễ dàng mà. Mình ăn mình cho vô. Tại tô bún mình nó nóng á. Cho rau vô vừa héo tới ăn rất là ngon nha mọi người. Hớp nước đã làm sao. Còn phần này là cu nèo nè. Nó chán nước chấm này nó là nước chấm mắm me nha mọi người. Cá. Chả này rất là ngon. Thơm.
bún mắm này á, ăn rau nhiều nó mới ngon nha mọi người. Có rồi sống thành dĩa rồi sống nha, nắng nó trụng trụng vô người háo tới ăn giòn ngon. Hấp nước vô thơm. Sao nói á, ăn bún mắm á có dễ rau gém nhiều nha, ăn rất là ngon nha mọi người, ăn sớm giờ đổ mồ hôi đã làm sao.